Sáng ngày 2 tháng 8, Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức sinh nhật tròn một tuổi cho chú Hà Mã tên Ca, được sinh ra trong môi trường nuôi dốt, một dầu mốc trong bảo tồn động vật hoang dã. Buổi lễ được các nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức tỉ mỉ đẹp mắt, đông đảo khách tham quan trong gòi nước đến tham gia và góp vui trong buổi lễ. Nhiều người chia sẻ biết thông tin qua fanpage Thảo cầm viên nên đã mua vé đến dự sự kiện sinh nhật Hà Mã này. Hà Mã Ca tên đầy đủ là Canada, Tên này được Tổng lãnh sự Canada đặt trong lần đến thăm thảo cầm viên nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada. Ca là con thứ ba trong gia đình, bao gồm cha mẹ và hai anh. Hà Ma Anh hiện sống trong công viên nước đầm sen. Hà Ma Ca ra đời vào ngày 3 tháng 8 năm 2023 với cân nặng khoảng 20 kg. Sau một năm, hà đã nặng khoảng 100 kg. Trước đây, động vật tại Thảo Cầm Viên, Sài Gòn rất ít khi sinh sản được. Gần đây, nhờ nỗ lực tạo môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, nên đã có nhiều loài sinh con, trong đó có động vật quý hiếm.